Chỉ cần sở hữu một chiếc phôi khóa cửa cuốn có khả năng học mã như thế này, hoặc một chiếc máy chuyên dò mã cửa cuốn xuất xứ từ Trung Quốc, cùng một vài kiến thức về điện tử, không khó để tạo ra những chiếc chìa khóa cửa cuốn có khả năng mở bất kỳ loại cửa cuốn có mã cố định nào hiện nay trên thị trường. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin một đạo trích đã dùng thiết bị quét mã cửa cuốn để đột nhập vào một cửa hàng lấy đi lô hàng máy ảnh, ống kính trị giá lên tới 700 triệu đồng. Điều đáng nói, tên trộm khai chỉ cần vài giây để phá mã và mở cửa cuốn hết sức dễ dàng. Để làm rõ thực hư về sự tồn tại của những thiết bị công nghệ cao có khả năng mở tất cả các loại cửa cuốn, phóng viên Dân Trí đã mất nhiều ngày tìm hiểu và được biết một sự thật có lẽ sẽ khiến nhiều gia đình lo lắng. Trên thực tế, không quá khó để mua được một thiết bị có khả năng dò mã cửa cuốn, mã cố định như tên siêu trộm ở Hà Nội. Và đây chính là loại máy có khả năng dò mã cửa cuốn đang được giao bán khá nhiều trên Internet. Đây cũng chính là loại máy được các thợ chuyên sao chép khóa cửa cuốn hay sử dụng. Đặc biệt, loại máy này có giá chỉ dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Theo một thợ chuyên sao chép các loại khóa cửa cuốn ở Hà Nội tiết lộ, với các loại cửa cuốn có mã cố định, chỉ cần 2 giây, loại máy dò mã này đã có thể dò được mã. Chính vì vậy, nếu loại máy này rơi vào tay kẻ gian sẽ rất nguy hiểm. Trên mạng quảng cáo là anh bấm như thế là cái mã cố định nó đo và phát được luôn. Là trong máy là hiện luôn như cái máy em vậy, hiện luôn các mã trên đây. Là nó mua một cái tay như này. Nó gạt cho cái mã đấy bấm phát lên luôn. Còn cái dòng như dòng này. Đây là đứng sau mã nhảy. Nó bình thường này, hộp của nó tầm triệu tư bộ. Thì bấm một nút thôi, bấm một nút là nó hiện hết. Chỉ cần có trong tay loại máy dò mã này, thợ sao chép cửa cuốn đã nhanh chóng dò được mã chiếc khóa cửa cuốn phóng viên mang tới và tạo ra một chiếc khóa cửa cuốn khác có đầy đủ các tính năng tương tự. Các bạn đang thấy trên tay tôi đang có hai chiếc chìa khóa cửa cuốn. Chiếc chìa khóa bên tay phải của tôi đây là một chiếc chìa khóa gốc kèm theo với cửa cuốn khi lắp đặt. Và bên tay trái đây là một chiếc chìa khóa phôi có khả năng học lệnh. Mua ngoài trường rất dễ. Bây giờ thì tôi sẽ thử chức năng của chìa khóa chính với chìa khóa phôi sau khi đã được học lệnh từ chìa khóa chính này. Và đây là chức năng của chìa khóa phôi sau khi đã được học lệnh từ chìa khóa chính. Là hoàn toàn bình thường với nhau. Như các bạn đã thấy thì với chiếc chìa khóa phôi đã được học lệnh này thì tôi có thể mở hoặc đóng hoặc dừng hoặc khóa giống như là đối với chiếc chìa khóa chính này một cách bình thường. Theo lý giải của các chuyên gia chuyên về điện điện tử, hiện nay nhiều hộ gia đình vẫn sử dụng loại cửa cuốn có mã cố định nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh rất cao vì dễ bị kẻ gian dò mã. Bên cạnh đó, tuy mỗi cửa cuốn được bán ra thị trường đều có mã riêng biệt, thế nhưng việc kẻ gian sử dụng thiết bị quét mã với tốc độ quét của chip rất nhanh, quét liên tục chỉ trong 100 ms, thì nếu mã lệnh phát đúng tần số trùng với mã định dạng của cửa thì cửa sẽ mở ra. Thậm chí ngay trong quá trình quét, nguy hiểm hơn, nếu vài cửa cuốn điện gần nhau thì tất cả cũng sẽ được mở nếu trùng mã phát ra của thiết bị quét. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân Trí, giảng viên Nguyễn Văn Tiến, khoa điện, điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khuyến cáo. Theo cái thị trường thì tôi thấy rằng rất nhiều các trang web đã quảng cáo về cái thiết bị thu nhận. Bản thân tôi làm trong cái lĩnh vực điều khiển bằng sóng vô tuyến, trong một số cái lĩnh vực điều khiển bằng sóng vô tuyến. Thì thấy là những thiết bị mà có khả năng học lệnh ấy, thì bán rất tràn lan và rất rẻ. Đấy. Và chủ yếu nó sẽ là học được cái mã cố định. Thì mọi người lưu ý rằng là muốn sử dụng thiết bị an toàn, thiết bị cửa cuốn an toàn thì cần phải lưu ý là một số cái đặc điểm như sau. Cái điểm thứ nhất ấy, là chúng ta phải sử dụng các loại điều khiển hiện đại có cái mã nhảy và cái số bit mã hóa lớn. Và khi số bit mã hóa lớn thì cái thời gian dò ra sẽ lâu. Cái thứ hai ấy, là mọi người có thể là sử dụng thêm các mạch phụ trợ. Cái mạch đấy thì có đặc điểm đó là nó sẽ phát hiện ra cái số lần dò mã. Đấy. Giống như là chúng ta dò sai mã password 5 lần thì tự động sẽ khóa lại. Và như vậy tránh cái trường hợp mà hệ thống nó sử dụng cái chức năng là dò mã, cách dò mã. Cái thứ ba là để cho nó an toàn ấy, thì khi đi ngủ mọi người lên tắt bộ lưu điện, nên có một cái automat để tắt cái bộ lưu điện.
tức là trong quá trình làm việc, trong buổi tối đi ngủ chúng ta không sử dụng nguồn điện cấp điện cho mạch điều khiển của cửa cuốn nữa. Cái tiếp theo là trong trường hợp đấy thì ta có thể sử dụng thêm các khóa ở bên trong, khóa bằng chìa khóa để cho cửa cuốn an toàn hơn. Bởi vì thiết bị không dây nó đã tiềm ẩn cái sự nguy hiểm rồi, cái sự không an toàn rồi. Như vậy thì để an toàn nhất là mọi người lên có một cái hệ thống khóa phụ ở bên cạnh.